đến với Mimin Tarot và đây là video bonus ngày hôm nay. Video bonus ngày hôm nay thì mình up ấy, cái giờ mình set ấy khá là sát cái giờ mà mình quay. Đó, cho nên là quay một phát luôn là các bạn được xem luôn đấy. Gần như là trực tiếp luôn rồi, đây làm gì nữa. Rồi, chúng ta sẽ có ba sự lựa chọn ngày hôm nay với cái chủ đề đấy chính là lời mà họ muốn nói. Lời mà họ muốn gửi đến với các bạn. Chúng ta sẽ có ba sự lựa chọn. 1 2 3. Hãy giúp mình lựa chọn một tụ bài khiến bạn cảm thấy bị thu hút nhất ở đây để xem là lời mà họ muốn nói với bạn là gì. Nếu như mà bạn không có một nhân vật nào đấy để hỏi thì các bạn hãy cứ lắng nghe. Bởi vì biết đâu bạn nghĩ về một người nhưng mà một người khác mới là cái người mà muốn nói với bạn cơ. Đó. Ok chưa? Rồi, ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với số 1 nha. Rồi, xin chào các bạn, chọn tụ bài đầu tiên và đây là trải bài chung. Chính vì vậy đón nhận thông điệp này của mình một cách thật là cởi mở nhất. Với câu hỏi đó chính là lời mà họ muốn nói với các bạn là gì, thì mình thấy rằng là cái nhân vật này là một người có một ai đó họ hâm mộ bạn, họ dành tình cảm cho bạn, họ thích thầm bạn, có thể nói rằng là thích thầm bạn, có tình cảm với bạn, có cảm tình với bạn. Và cái người này, cái tình cảm của họ thực sự dành cho bạn ấy, nó nhiều hơn cái cách mà họ thể hiện ra bên ngoài. Tức là có thể cái cách họ thể hiện ra bên ngoài thì bạn không hề biết là người này thích bạn đâu, hoặc là bạn chỉ đoán đoán thôi, hoặc là bạn nghĩ là người này cũng có cảm tình với mình nhưng mà chắc cũng không nhiều lắm hay là gì gì đó, đại loại như thế. Thế nhưng ấy, mình thì mình thấy được là cái người này họ có tình cảm với bạn tương đối nhiều và muốn nói với bạn rằng là họ biết chính xác những điều mà họ cần phải làm là gì. Có nghĩa là họ khá là rõ ràng về cái chuyện tình cảm của họ dành cho bạn. Đó, bạn không nhất thiết là phải dạy cho họ này kia các thứ đâu. Họ biết đấy, họ biết là họ cần phải làm gì và tình cảm của họ thực sự dành cho bạn là điều gì. Có thể là giữa bạn và họ cũng đã có những cái trải nghiệm nào đó ít hoặc nhiều, hoặc là ít nhất là có thể các bạn cũng đã gặp gỡ nhau, hoặc là đã đi hẹn hò với nhau, hoặc là đã có những khoảng thời gian nói chuyện gì đấy với nhau. Thì người này họ nói rằng là họ luôn muốn được tận hưởng lại, tiếp tục cái khoảnh khắc mà hai người có với nhau trong cái thời gian vừa qua. Đó. Hoặc là nếu như mà kiểu như bạn mới đi hẹn hò với cái người này, hoặc là mới đi gặp gỡ cái người này, hoặc là kết nối với cái người này theo một dạng như nào đó ấy, thì họ muốn nói rằng là họ muốn tận hưởng cái, họ muốn được cảm nhận lại những cái giây phút khi mà được ở bên cạnh bạn, khi mà được kết nối với bạn. Đó. Và người này họ cũng đã gọi là rõ ràng cũng như là chắc chắn về tình cảm của họ dành cho bạn rồi. Cho nên ấy, có thể là trong thời điểm tiếp theo cái người này họ sẽ có một cái động thái hoặc là một cái gì đó để mà thể hiện ra cái cảm xúc hoặc là cái tình cảm mà họ dành cho bạn nha. Thì đấy là số 1. Đến với số 2. Xin chào các bạn, chọn tụ bài số 2 và đây là trải bài chung. Chính vì vậy đón nhận thông điệp này của mình một cách thật là cởi mở nhất. Với câu hỏi ở đây đấy chính là chuyện đấy chính là lời mà họ muốn nói dành cho các bạn đây là gì. Thì đối với tụ bài số 2 này, hãy đón nhận một cách thật là cởi mở nha. Thì mình thấy rằng là trong cái mối quan hệ này, mình cảm thấy được hai người dường như đang có một cái sự xích mích nào đó, hoặc là có một cái xung đột nào đó trong cái mối quan hệ giữa hai người. Cái mối quan hệ này không nhất thiết phải là tình yêu, nó có thể là tình bạn hoặc bất kỳ cái tình gì đi chăng nữa. Nhưng mà mình thấy được rằng là hai người có thể đã có những cái cuộc cãi vã với nhau, hoặc có những cái lời nói gì đấy với nhau. Bởi vì người này họ muốn nói với bạn rằng là họ ước rằng họ có thể giống như là có thể đối xử với bạn theo một cái cách tốt hơn, hoặc là nói với bạn những cái điều tốt đẹp hơn thay vì là nói những lời làm tổn thương các bạn, hoặc là đối xử với bạn theo một cái cách không tốt. Đó. Và có thể là những gì mà người này kiểu như là họ muốn nói rằng là giá như mà họ đối xử với bạn tốt hơn ấy, hoặc là thể hiện những cái điều tốt hơn đối với bạn. Bởi vì cái người này mình cảm thấy là họ không phải là có ý xấu gì đấy với bạn đâu.
mà là có thể trong cái quá trình hai người tương tác với nhau ấy, bạn có kích thích những nỗi sợ hãi, kích thích những vấn đề từ phía cái người này, cho nên là họ mới có những cái hành động như vậy. Tất nhiên cái này không phải là biện minh nha, họ đã làm sai với bạn thì họ là sai, không nói nhiều, nhưng chúng ta cũng phải xét thêm cái yếu tố là bạn đã làm gì để họ có nguyên nhân gì từ phía bạn để làm gì mà họ có những cái phản ứng như vậy. Và họ cũng nói với bạn rằng là họ rất là sợ khi mà liên lạc với bạn. Có thể là họ sợ ở đây là họ sợ những sự dữ dội mà hai người có với nhau, họ sợ sự xung đột, họ sợ bạn lại vạch mặt họ, bạn sợ bốc phốt họ, bạn họ sợ bạn 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 kích thích họ, trigger họ một cái gì đó. Đấy. Thì mình thấy được rằng là đây có một cái lời khuyên cho cái mối quan hệ này, đấy chính là cái mối quan hệ này nó sẽ được chữa lành. Giống như là mọi thứ đang được lành lại. Hãy tưởng tượng rằng bạn và cái người mà bạn yêu thương như này, không nhất thiết là phải tình yêu nha, nhưng mà người này cũng sẽ là một người đặc biệt đối với các bạn. Thì hãy tưởng tượng rằng là bạn và cái người này ấy, đang được bao bọc bởi ánh sáng, và cảm nhận là cái mối quan hệ này nó đang được chữa lành ở thời điểm hiện tại. Tức là hiện tại thì mình thấy có thể nó là một sự xung đột và nó không dễ dàng gì để hàn gắn được với nhau đâu. Nhưng mà đây là những cái lời mà họ muốn nói với bạn, tức là kiểu họ không cố ý để làm những cái điều xấu với bạn. Và nhưng mà họ đồng thời cũng rất là sợ cái việc phải liên lạc với bạn, phải kết nối với bạn, vì họ không biết là phải đối mặt với bạn như thế nào, họ không biết là phải đối diện với những vấn đề mà bạn đưa ra ở đây ra sao. Đó nên là có lẽ là nó theo thời gian thì mối quan hệ này nó sẽ lành lại thôi. Nó lành có nghĩa là gì? Các bạn sẽ không còn giận hờn nhau nữa, không còn ghét bỏ nhau nữa, mà các bạn sẽ xuôi dòng, sẽ coi như đây là một cái kỷ niệm thôi. Đó, thì đấy là số 2 đến với số 3. Ok. Xin chào các bạn đến với tụ bài số 3, và đây là trải bài chung. Chính vì vậy đón nhận thông điệp này của mình một cách thật là cởi mở nhất. Với câu hỏi ở đây đấy chính là điều mà họ muốn nói với bạn là gì? Thì mình thấy điều mà họ muốn nói với bạn ấy, họ muốn nói với bạn rằng là họ kiểu dạng như là người này bắt đầu có một cái sự hối hận không hề nhẹ rồi đấy. Họ muốn nói với bạn rằng là họ hối hận vì đã nói dối bạn. Có thể người này đã nói dối bạn một điều gì đó, và có thể giữa hai người đã ngắt kết nối với nhau hoặc không nói chuyện gì đấy với nhau nữa. Và họ nói rằng là họ vẫn đang chờ đợi một cái dấu hiệu nào đó từ phía bạn. Tức là nếu như là bạn bật đèn xanh hoặc là bạn có một cái dấu hiệu nào đó cho cái việc đấy, chính là bạn đã tha thứ hoặc là bạn đã sẵn sàng để nói chuyện với họ ấy. Kiểu như thế, thì mình thấy là người này vẫn đang theo dõi bạn, chờ đợi xem là bạn có cái dấu hiệu gì đấy không. Ví dụ như là bạn nhấn like hay là bạn thả tim một cái gì đấy thôi, đó cũng sẽ là dấu hiệu đối với nhân vật này, để họ kiểu giống như là họ sẽ có một cái hành động tiếp theo đối với mối quan hệ này. Bởi vì có thể trước đó họ đã nói dối, và chính điều đấy đã đẩy cái mối quan hệ này ra xa. Thì mình thấy ở đây có một cái thông điệp dành cho các bạn, đấy chính là hãy cho nhau một cái khoảng không, gọi là giống như là hãy cho nhau những khoảng trống, những khoảng thời gian, những khoảng lặng đấy, và hãy có lòng tin vào việc là mọi thứ nó sẽ hoạt động theo một cái, hay là mọi việc nó sẽ diễn ra theo một cái cách tốt nhất. Đó, tức là mình thấy rằng giữa hai người cần có một khoảng thời gian để suy nghĩ, để bình tâm lại. Đó, và hãy tin tưởng rằng là cái kết quả cuối cùng ở đây ấy, nó sẽ là một cái kết quả tốt nhất. Đó là sẽ là cái kết quả tốt đẹp nhất ở đây, một kết quả gọi là có lợi nhất cho đôi bên. Mọi thứ nó sẽ theo chiều hướng tốt thôi. Tốt không hẳn là các bạn sẽ hàn gắn, mà đôi khi nó sẽ là một cuộc nói chuyện rõ ràng. Các bạn có thể giải quyết được những mâu thuẫn, những vấn đề, không còn khúc mắc, không còn ám ảnh, không còn hối hận, không còn đau đớn gì nữa chẳng hạn. Thì đấy là tụ bài số 3. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nhấn like đăng ký kênh của mình nha. Bye.